có một đứa con khỏe mạnh, thông minh luôn là mong ước lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ. Không khó để điều ước trở thành hiện thực nếu bạn trang bị cho mình kiến thức về cách chăm sóc sức khỏe cho bé, cũng như tuân thủ những chỉ dẫn, khuyến cáo của bác sĩ trong suốt quá trình nuôi dạy trẻ. Những điều cần biết về chăm sóc cho bé trong năm đầu tiên. Chăm sóc mẹ và trẻ trong những ngày đầu sau sinh. Chăm sóc sản phụ sau sinh trong những giờ đầu. Ngay khi vừa chào đời, bé được tiếp xúc da kề da với mẹ. Tiếp xúc da kề da là đặt trẻ nằm sấp mình trần lên ngực trần của mẹ, kéo dài ít nhất 90 phút sau sinh. Tiếp xúc da kề da giúp điều hòa thân nhiệt cho bé. Bé sẽ tìm bú mẹ sớm hơn và bú mẹ khỏe hơn. Người mẹ cũng giảm lo lắng, giảm nỗi đau vượt cạn một mình. Khi mẹ đã tương đối ổn định về tổng trạng, tình trạng ra máu âm đạo được kiểm soát, mẹ và bé sẽ được chuyển ra phòng hậu sản gần. Tại đây, việc theo dõi sẽ được tiếp tục trong vòng 6 giờ trước khi chuyển khoa hậu sản. Sau sinh, một vài trường hợp người mẹ thấy lạnh run, đó là do mất nhiệt hay mệt mỏi, thường là ảnh hưởng của cuộc chuyển dạ. Ngoài ra, tổng trạng mẹ gần như không thay đổi gì nhiều. Điều làm mẹ cảm thấy hạnh phúc và quên hết mọi cảm giác đau đớn vừa trải qua là nhìn thấy đứa con bé bỏng đáng yêu bên cạnh. Nữ hộ sinh sẽ kiểm tra huyết áp, mạch, nhiệt độ của sản phụ mỗi 2 giờ một lần để chắc rằng sản phụ đã thực sự ổn định. Điều làm cho chúng ta lo lắng nhất trong thời điểm này là tình trạng mất máu nhiều sau sinh. Do đó, bên cạnh việc theo dõi huyết áp, mạch thì nữ hộ sinh cần phải kiểm tra xem tử cung có gò chắc lại hay không, cũng như đánh giá lượng máu chảy ra. Sau khi em bé vừa chào đời và bánh nhau được lấy ra ngoài, tử cung sẽ giảm thể tích và co lại thành một khối chắc ngang rốn để thực hiện cầm máu sinh lý. Sản phụ có cảm giác tử cung co bóp từng cơn gây đau, và mỗi lần như vậy có một ít máu được tống ra ngoài. Khi cho em bé bú, một luồng thần kinh cảm giác đi từ núm vú lên não làm bài tiết oxytocin. Oxytocin đi vào máu giúp tử cung gò tốt sau sanh, do đó làm giảm tình trạng chảy máu. Việc cho bú sớm trong giờ đầu sau sinh còn giúp trẻ tận hưởng được nguồn sữa non quý giá của mẹ. Sữa non có từ những ngày đầu sau sinh, lượng ít, đặc và sáng màu. Sữa non tuy ít nhưng rất quan trọng, cung cấp cho trẻ nhiều kháng thể và các protein kháng khuẩn, giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm trùng. Đây chính là những nguy cơ đối với trẻ sơ sinh như tiêu chảy nhiễm trùng, các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp. Sữa non dễ tiêu hóa, giúp trẻ phòng chống các bệnh dị ứng tiến triển và mất dung nạp với các loại thức ăn khác. Sữa non có tác dụng sổ nhẹ, giúp tống phân su, làm giảm tình trạng vàng da sau sinh, đồng thời có nhiều vitamin A. Sữa non có nhiều năng lượng, và nói tóm lại, sữa non là một trong những thứ trẻ cần trong những giờ đầu sau sinh. Bé sẽ đi tiêu phân su trong khoảng 6 đến 8 giờ sau sinh, và trong vòng 24 giờ đầu bé sẽ đi tiểu. Do lớp da và tổ chức dưới da mỏng nên trẻ cần được giữ ấm để tránh bị mất nhiệt. Theo quan điểm xưa, một số người có thói quen cho trẻ uống nước cam thảo để làm sạch nhớt. Điều này thật sự không nên, vì trẻ có thể hít phải nhớt từ miệng, họng vào đường thở, gây nguy hiểm cho bé. Mặt khác,
Cam thảo còn làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động tim mạch và hô hấp của bé. Chăm sóc sản phụ tại khoa hậu sản. Mẹ và bé sẽ được chăm sóc tại bệnh viện vài ngày sau khi sinh. Ngoài việc theo dõi về tổng trạng, mẹ và bé còn được khám hàng ngày để theo dõi và phát hiện những bất thường có thể xảy ra như sốt, tử cung gò chậm, đau, huyết ra nhiều hay có mùi hôi. Tử cung sau sinh cao ngang rốn và sau đó mỗi ngày tử cung thu nhỏ lại từ 1 đến 2cm. Thông thường khoảng 2 tuần sau khi sinh, tử cung sẽ trở về kích thước và vị trí ban đầu như trước khi có thai. Khi sinh lần đầu, tử cung sẽ nhỏ lại nhanh hơn so với những lần sau. Đồng thời, việc cho con bú mẹ cũng giúp cho tử cung co hồi nhanh hơn. Sau sinh, mẹ sẽ có hiện tượng ra sản dịch. Thành phần của sản dịch bao gồm máu, lớp niêm mạc tử cung bong tróc và những mảnh vụn của màng nhau. Sản dịch ra nhiều trong những ngày đầu sau sinh. Từ tuần thứ 2 trở đi, sản dịch nhạt màu và ít dần, sau đó thì hết hẳn. Sản dịch có mùi tanh, không hôi. Nếu thấy sản dịch có mùi hôi hoặc có màu nâu như lẫn mủ là bất thường, bạn cần báo ngay cho nhân viên y tế. Thông thường, từ ngày thứ 2, bú sẽ có hiện tượng lên sữa. Nhiệt độ cơ thể của mẹ sẽ tăng một chút, khoảng 38 đến 38,5 độ C. Hai vú căng đau và có sữa chảy ra ngoài. Sữa mẹ là thức ăn hoàn hảo nhất cho sự phát triển của bé, vì chỉ sữa mẹ mới có đủ dưỡng chất cho nhu cầu phát triển của bé. Trong sữa mẹ có chứa những axit béo, đạm, đường, vitamin và những khoáng chất cần thiết. Những chất này rất cần cho sự phát triển của não, mắt và sự vững bền của các mạch máu, cũng như phù hợp với chức năng thận, gan, ruột còn non nớt của bé. Sữa mẹ cũng cung cấp một số men tiêu hóa giúp bé sử dụng hữu hiệu nguồn dinh dưỡng có trong sữa mẹ, như men tiêu mỡ vốn không có trong sữa hộp. Phân của bé bú mẹ thường mềm. Một số bé bú mẹ có thể không đi cầu trong nhiều ngày, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường. Và thêm một lợi ích khác mà chỉ có những bé bú mẹ được hưởng, đó là trong sữa mẹ có protein kháng khuẩn, giúp cho bé có kháng thể chống lại sự nhiễm khuẩn trong những tháng đầu đời, khi mà hệ miễn dịch của bé chưa tự tạo ra kháng thể. Thông thường, khi cho con bú, người mẹ không cho bé bú hết một bên vú, mà lại cho bú mỗi bên một ít vì sợ hai bên vú bị lệch nhau. Điều này không nên, vì các thành phần trong sữa mẹ thường không giống nhau. Nó thay đổi theo tuổi của bé và thay đổi trong suốt một cử bú. Sữa non từ ngày thứ 2, 3 chuyển thành sữa chuyển tiếp và lượng sữa cũng nhiều hơn. Trong một cử bú, bé được cung cấp hai loại sữa với thành phần dinh dưỡng khác nhau. Sữa đầu có màu hơi xanh, xuất hiện vào đầu bữa bú. Sữa đầu được sản xuất một lượng lớn, cung cấp nhiều protein, lactose và các chất dinh dưỡng khác. Vì bé bú một lượng lớn sữa đầu nên bé đã nhận được một lượng nước tương đối đầy đủ. Do đó khi bú mẹ xong, không cần phải cho bé uống thêm nước. Sữa cuối có màu trắng hơn, được sản xuất vào cuối bữa bú. Sữa cuối chứa nhiều chất béo, cung cấp nhiều năng lượng và hàm lượng chất béo cũng tăng dần vào cuối bữa bú. Khi bé bú hết một bên vú, bé sẽ nhận đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết. Và nếu bé còn có nhu cầu, ta cho bé bú thêm ở vú bên kia. Sữa bú còn thừa sẽ được vắt ra ly và có thể sử dụng lại nếu như được bảo quản đúng cách trong ngăn mát tủ lạnh trong 8 giờ. Nếu cho bé bú hết một bên vú, sữa của bên còn lại nếu được vắt ra hiệu quả thì mẹ sẽ không lo lắng về vấn đề lệch vú. Hành động múc đúng vú của bé sẽ tạo ra một luồng thần kinh cảm giác đi từ đúng vú lên não, tác động lên thùy trước tuyến yên ở não, giúp bài tiết prolactin. Prolactin đi vào máu đến vú, làm cho vú tạo nhiều sữa. Điều này có nghĩa là nếu trẻ càng bú nhiều thì mẹ càng có nhiều sữa. Mặt khác, prolactin làm cho mẹ cảm thấy thư giãn, dễ ngủ. Vì vậy, mẹ có thể nghỉ ngơi đầy đủ, ngay cả khi cho bú vào ban đêm. Prolactin còn có tác dụng ức chế sự rụng trứng. Do đó, cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu còn làm giảm nguy cơ thụ thai. Thêm vào đó,
Việc nuôi con bằng sữa mẹ sẽ giúp bạn sớm lấy lại vóc dáng ban đầu như trước khi có thai, do phải hao phí nguồn năng lượng khi cho con bú. Cảm giác yêu thương, hạnh phúc khi nhìn thấy con, sự tiếp xúc giữa hai mẹ con khi nghe tiếng con khóc sẽ là những phản xạ tích cực giúp tạo nhiều sữa. Ngược lại, những cảm giác tiêu cực như đau đớn, lo lắng, căng thẳng sẽ làm giảm sự tiết sữa. Ngoài ra, chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, không kiêng khem quá mức, uống đủ nước và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ làm nguồn sữa mẹ trở nên dồi dào. Ăn uống. Các bước chuẩn bị cho bé bú mẹ. Đối với những người lần đầu làm mẹ, việc bế đứa bé cho bú đôi khi làm bạn lúng túng. Bạn cần ngồi dựa thoải mái vào ghế, có thể tìm thêm một chiếc ghế để gác chân. Tư thế tốt là điều rất quan trọng để tránh đau và mệt mỏi khi cho bé bú. Tay mẹ đỡ cổ, lưng và mông của bé tạo thành một đường thẳng. Bụng bé được bế áp sát vào bụng mẹ. Đầu của bé được đặt gần vú. Cằm của bé chạm vú. Miệng trẻ mở rộng, có thể thấy nhiều quần vú hơn phía trên miệng bé và ở phía dưới thì ít hơn. Khi bé ngậm hết quần vú, sữa sẽ chảy vào miệng bé nhiều hơn. Sữa được rút ra hiệu quả hơn và bạn sẽ ít cảm thấy đau đớn vú hơn. Khi đã thỏa mãn, bé sẽ tự nhả vú, trông hài lòng và ngủ sau khi đã bú đủ. Một số vấn đề có thể gặp trong khi cho bú mẹ. Bé khóc khi bú, khó bú. Quan sát bé, xem bé có bị nghẹt mũi, có khó thở, nấm miệng, vàng da hay mất nước. Quan sát xem mẹ đặt bé vào vú như thế nào. Để núm vú của mình vào miệng bé làm bé khó ngậm, bắt vú. Trong bữa bú, bà mẹ giữ vú như thế nào? Gần quần vú gây chèn ép ống dẫn sữa, cản trở sữa xuống và làm cho bé không nhận được sữa. Ngón tay trỏ giữ vú làm bé khó bú. Giữ vú tư thế gọng kìm gây chặn các ống dẫn sữa. Mẹ kéo bé ra khỏi vú trước khi bé ngừng bú. Bé bú chưa đủ. Tư thế mẹ bế bé chưa đúng. Bé chỉ ngậm đúng vú, không ngậm hết quần vú. Tình trạng vú của bà mẹ sau cử bú vẫn còn cương tức sữa. Bé quấy khóc, đói và đòi ăn thường xuyên. Thất vọng và từ chối bú mẹ. Tiểu ít, nước tiểu sậm màu, da khô. Khuyến khích cho bé bú theo nhu cầu. Cho bé bú bất cứ khi nào bé muốn bú, không hạn chế thời gian và độ dài của bữa bú. Trung bình, mỗi bé bú khoảng 8 đến 12 lần trong 24 giờ. Mẹ có thể nhận biết được bé bú đủ khi tiểu ước tả 6 đến 8 lần trong 24 giờ, tiêu phân sệt trung bình 6 đến 8 lần trong 24 giờ và ít nhất 1 lần mỗi ngày trong 2 tháng đầu tiên. Bé lên cân đều đặn và phù hợp với lứa tuổi. Vắt sữa trong những trường hợp sau: để giảm bớt căng tức sữa hoặc tắt ống dẫn sữa, mẹ có núm vú tụt vào trong, bé từ chối bú mẹ, bé bệnh hoặc bé sơ sinh nhỏ ký. Khi bé bú hết một bên, vắt sữa ở vú bên kia để duy trì tạo sữa. Trường hợp núm vú bị khô nứt hoặc đau, sữa mẹ vẫn là tốt nhất cho bé. Nhưng trong trường hợp bất khả kháng, người mẹ không có sữa do nguyên nhân nào đó hoặc không đủ lượng sữa cần thiết để nuôi con, bạn có thể dùng thêm sữa công thức cho bé. Tuy nhiên, bạn cần chú ý pha đúng liều lượng theo hướng dẫn, cách vệ sinh bình sữa và tư thế cho con bú. Chăm sóc sau khi bú. Ở hơi. Khi bú, bé sẽ đồng thời nuốt vào một lượng không khí. Không khí sẽ đi vào dạ dày bé và bé cần được thải lượng khí đó ra ngoài. Đó là quá trình ở hơi. Điều này thường xuyên xảy ra nhưng không theo bất kỳ quy luật nào cả. Đôi khi bé có thể ở hơi ngay giữa cử bú.
để giúp bé ở hơi, nâng bé lên cao theo chiều thẳng đứng. Đặt đầu bé tựa lên vai bạn. Bạn có thể vỗ nhẹ nhàng vào lưng bé hoặc xoa bóp nhẹ nhàng theo chiều từ trên xuống. Tuyệt đối không đu đưa hoặc rung lắc bé. Không cử động mạnh ngay sau khi bú để tránh tình trạng trớ sữa quá nhiều hoặc nôn mửa. Trong trường hợp trớ sữa, sữa sẽ chảy ra từ miệng bé. Sau khi bé trớ sữa, bé sẽ không có bất cứ biểu hiện khó chịu nào. Ngược lại, với trường hợp nôn mửa, sữa sẽ tuôn trào một lượng đáng kể, khiến bé giật mình và khóc. Nếu bé nôn mửa nhiều lần trong ngày, bé cần được bác sĩ khám ngay. Ăn dặm cho bé. Sữa mẹ là rất cần thiết cho trẻ nhỏ, bởi vì sữa mẹ cung cấp cho bé các dưỡng chất phù hợp với nhu cầu và hệ tiêu hóa của bé. Tuy nhiên, từ 6 tháng, nhu cầu của bé tăng do bé phát triển về thể chất và vận động nhiều hơn. Bé bắt đầu tập trường, bò, ngồi, tập nói và phát triển thần kinh. Như vậy, từ 6 tháng, nếu bé chỉ có bú mẹ thì không cung cấp đủ cho nhu cầu của bé, dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Bé nên bắt đầu làm quen với việc ăn dặm từ 4 tháng. Giai đoạn này, mẹ sẽ dễ tập cho bé quen với ăn dặm hơn. Nếu cho bé ăn trễ sau 6 tháng, khi đó bé đã nhận biết được mùi vị, mẹ sẽ khó cho bé ăn dặm. Trẻ nên ăn thức ăn gì? Việc tập cho trẻ ăn dặm, chúng ta cũng nên có giai đoạn chuẩn bị cho trẻ. Trẻ nên được tập ăn từ ít đến nhiều, từ lỏng đến đặc. Và việc chọn thực phẩm cho trẻ cũng nên chọn đa dạng như các loại thực phẩm của người lớn. Tránh việc chọn thực phẩm quá kỹ như chỉ cho trẻ ăn thịt nạc, không ăn mỡ hoặc ăn thịt gà thì không ăn da. Điều này sẽ làm cho trẻ khó ăn, có thói quen kén ăn khi trẻ lớn đi đến nhà trẻ hoặc là sang những môi trường khác ngoài gia đình. Trẻ nên ăn đủ 4 nhóm thực phẩm: nhóm trái cây và rau, nhóm chất bột đường, khoai củ, nhóm đạm và nhóm dầu mỡ. Đối với trái cây, từ 3 tháng tuổi, mẹ có thể tập cho trẻ uống nước ép trái cây mỗi ngày 1 đến 2 muỗng cà phê. Như vậy, mẹ sẽ cho trẻ làm quen với những cái vị khác ngoài sữa mẹ, vị ngọt, vị chua và còn cung cấp vitamin C cho trẻ. Đối với nhóm bột đường, khoai củ, từ tháng thứ 4, trẻ nên làm quen vì lúc này lượng men tiêu hóa bột của trẻ đã đủ. Nếu chúng ta cho ăn bột sớm hơn 4 tháng, khi ấy trẻ chưa đủ men tiêu hóa, trẻ dễ bị các biểu hiện tiêu phân lỏng, tiêu chua và đầy bụng. Nhóm đạm gồm có thịt, cá, đậu, ngũ cốc, trứng. Đối với nhóm này, từ tháng thứ 6 chúng ta có thể cho trẻ ăn thịt, cá, lòng đỏ trứng và ngũ cốc. Tôm, cua, lòng trắng trứng là những loại protein có thể dễ gây nhiễm cho trẻ, thì có thể cho trẻ ăn từ tháng thứ 9. Đối với nhóm dầu mỡ, đây là nhóm thực phẩm cung cấp năng lượng chủ yếu cho trẻ. Dầu mỡ còn giúp cho trẻ hấp thu được các vitamin A, B, E, K. Và dầu mỡ khi cho vào thức ăn sẽ làm cho thức ăn mềm hơn, giúp trẻ dễ nuốt. Chúng ta có thể cho vào mỗi chén bột hoặc chén cháo của trẻ một muỗng cơm dầu ăn. Chúng ta nên sử dụng dầu ăn cho trẻ, bởi vì dầu ăn chứa các axit béo không no, phù hợp cho sức khỏe của trẻ. Rau, đây là nhóm thực phẩm thường ít được quan tâm. Việc cho trẻ ăn rau muộn dễ làm cho trẻ từ chối ăn rau khi trẻ lớn. Rau cung cấp cho trẻ vitamin và các chất khoáng như canxi, sắt, vitamin C, vitamin D. Ngoài ra, rau còn hỗ trợ cung cấp chất xơ để hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của trẻ. Làm thế nào để chuẩn bị cho trẻ một bữa ăn? Tùy theo mẹ chọn loại bột gì, nếu mẹ chọn những bột có sẵn trên thị trường, bột ngọt, bột trái cây và bột mặn thì việc chuẩn bị sẽ đơn giản hơn. Chúng ta chuẩn bị một chén nước khoảng 200ml nước ấm 40-50 độ C, thêm vào 2 hoặc 4 muỗng cà phê bột, tùy theo chúng ta chuẩn bị là chén bột 5% hoặc 10%. Khuấy hòa tan cho bột vào nước cho đến mà vừa đều tay thì chúng ta cho thêm nửa muỗng đến một muỗng dầu ăn.
Nếu mẹ chọn bột gạo, đối với loại bột này thì nó chưa có rau và thịt, việc chuẩn bị sẽ có tốn thời gian hơn. Mẹ hòa tan 2 đến 4 muỗng cà phê bột vào chén nước lạnh khoảng 200 đến 220 ml nước, cho vào một nồi nhỏ dùng riêng cho trẻ. Sau đó cho thêm thịt và cá, bắt lên bếp để lửa nhỏ, khuấy đều tay. Khi bột và thịt đã chín, chúng ta cho thêm vào rau. Rau chín rất nhanh nên chúng ta chỉ cần rau vừa chín tới là có thể tắt bếp. Gia vị nếm, chúng ta chỉ sử dụng nước mắm. Các bà mẹ tránh sử dụng những gia vị như bột ngọt hay hạt nêm có trên thị trường. Và chúng ta cũng nên tập cho trẻ thói quen ăn nhạt, tránh để trẻ ăn quá mặn, không có lợi cho sức khỏe sau này. Khi chén bột vừa chín, chúng ta tắt bếp, cho vào chén, cho thêm vào chén bột một muỗng ăn cơm dầu ăn. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị cho trẻ được một chén bột đặc 10%. Những lưu ý đối với các bậc phụ huynh khi tập cho trẻ ăn dặm, đó là các phụ huynh nên tạo cho trẻ sự thoải mái để trẻ làm quen dần với việc ăn dặm. Nếu trong những ngày đầu trẻ từ chối không ăn thì các phụ huynh cũng không nên lo lắng vì sợ rằng trẻ không đủ và ép trẻ ăn. Hãy để trẻ thoải mái làm quen dần dần. Và cũng nhớ rằng trong giai đoạn này bú mẹ vẫn là chủ yếu. Khi trẻ đã ăn dặm đầy đủ các suất ăn của trẻ thì mẹ sẽ giảm dần cử uống sữa cho trẻ. Trong quá trình phát triển của trẻ, chúng ta sẽ thấy có những giai đoạn trẻ biếng ăn. Nếu trẻ không có bệnh lý kèm theo và trẻ vẫn chơi, vẫn khỏe thì các bậc phụ huynh cứ yên tâm, đó là giai đoạn biếng ăn sinh lý. Trẻ đã bắt đầu làm quen với môi trường xung quanh, trẻ đã tò mò tìm hiểu những trò chơi mới thì có thể sao nhãn việc ăn. Trong giai đoạn này, các bậc phụ huynh chỉ cần duy trì bữa ăn đúng bữa cho trẻ, lượng thức ăn mỗi bữa có thể giảm đi và qua đó có thể thay đổi những cái món mới, tạo mùi vị, màu sắc mới để kích thích sự chú ý của trẻ đối với bữa ăn. Điều tránh là chúng ta không nên ép trẻ vì lo trẻ nhận không đủ các chất dinh dưỡng, gây cho trẻ cảm giác sợ tránh bữa ăn, dẫn đến trẻ biếng ăn thực sự. Vệ sinh. Tắm và chăm sóc rốn cho bé. Không cần tắm trẻ ngày đầu sau sinh, vì một chất tựa như sáp gọi là chất gây có tác dụng bảo vệ da bé trong 24 giờ đầu. Kẹp rốn thường được tháo sau 24 đến 48 giờ. Sau khi tắm, bé sẽ được vệ sinh rốn và thay gạt rốn mới. Các bước tắm bé: chuẩn bị dụng cụ. Dụng cụ vô khuẩn gồm gòn, gạt. Khi mẹ và bé xuất viện, bộ dụng cụ làm rốn bao gồm những thứ kể trên sẽ được bác sĩ kê toa. Dụng cụ sạch gồm hai thao tắm bé, một lớn một nhỏ, hai khăn lông, hai khăn tắm nhỏ, áo tã, thuốc nhỏ mắt natri clorua 0,9%, thuốc rơ miệng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, xà bông tắm bé, tấm lót có ni lông. Chuẩn bị địa điểm tắm: đóng cửa, tránh gió lùa, trải tấm lót, rửa tay, pha nước ấm, mực nước trong thao khoảng 10 cm, kiểm tra nhiệt độ nước bằng khuỷu tay, nhiệt độ nước khoảng 35 độ C đến 37 độ C. Chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết cho bé, tránh việc phải chạy tìm vật dụng trong hay sau khi tắm bé. Chuẩn bị bé để tắm: đặt khăn lông lên tấm lót, đặt bé lên, cởi áo, tã và cuốn bé trong khăn tắm. Tiến hành tắm bé: dùng gòn nhúng nước chính lau riêng cho mỗi mắt, từ trong ra ngoài. Dùng khăn nhỏ nhúng nước sạch lau mặt. Bồng bé trên tay, sao cho bàn tay nâng đầu bé, cánh tay nâng mình bé, còn chân bé kẹp giữa khuỷu tay và phần hông của bạn. Ở trẻ sơ sinh, dùng ngón tay cái và ngón trỏ bịt hai lỗ tai bé để tránh nước văng vào. Gội đầu cho bé.
làm ướt tóc và thoa dầu gội. Gội sạch dầu gội bằng nước ấm, dùng thau nhỏ và lau thật khô bằng khăn nhỏ, tránh làm văng nước vào mặt bé. Tắm toàn thân còn lại của bé, hòa 2-3ml sữa tắm vào chậu nước ấm, hoặc có thể cho vào lòng bàn tay, khăn mềm thoa lên người bé, cởi tả lót, lau sạch vùng sinh dục, đặt bé vào thau tắm, một cườm tay nâng đầu bé, cườm tay kia nâng bên đùi gần thân người tắm nhất, tắm sạch, nhẹ nhàng tránh làm ướt rốn, cuối cùng làm vệ sinh bộ phận sinh dục bé, nâng bé lên khỏi thau nước bằng cách luồn nhẹ bàn tay còn lại dưới mông bé, nâng đầu bé lên để bé không bị ngã đầu ra sau, quấn bé trong khăn lông và lau khô bé, chú ý các vùng có nếp gấp da, chăm sóc rốn, quan sát tình trạng rốn, mở kẹp rốn sau sinh 24-48 giờ, rửa bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9% khi rốn bẩn, lau khô rốn bằng gạt vô khuẩn, giữ rốn khô và sạch, không băng rốn. Lưu ý, không bôi hoặc đắp bất cứ thứ gì lên chân rốn. Mặc áo trên rốn và quấn tả dưới rốn để dễ dàng quan sát rốn. Quấn khăn và trả bé cho mẹ. An toàn khi tắm bé. Luôn luôn kiểm tra nhiệt độ của nước trước bằng khuỷu tay, không để nhiệt độ nước quá cao. Không tắm bé trong phòng lạnh. Không tắm bé sau khi bú no. Không cần nhỏ mắt cho bé mỗi lần tắm. Nếu mắt bé có gèn ít, lau sạch bằng gòn với nước cất và nhỏ mỗi bên mắt một giọt nước muối sinh lý. Nếu mắt có gèn nhiều, báo bác sĩ nhi khám lại để có chỉ định điều trị. Trong quá trình nằm viện, mẹ sẽ được hướng dẫn quy trình chăm sóc rốn và tắm bé để tiếp tục thực hiện tại nhà sau khi xuất viện. Ngoài ra, bệnh viện có tổ chức dịch vụ chăm sóc mẹ và bé tại nhà, đăng ký tại các khoa hậu sản. Chăm sóc và vệ sinh tóc cho trẻ. Sau khi hoàn tất việc tắm cho bé, bạn có thể tiến hành các bước chăm sóc và vệ sinh khuôn mặt, móng tay, móng chân, tóc cho bé. Nhưng trước hết, bé phải được mặc quần áo và tã hoàn chỉnh. Tóc bé ở thời điểm này thường mỏng và thưa thớt. Nếu bé có khuynh hướng toát nhiều mồ hôi, nên làm sạch tóc và phần đầu của bé hàng ngày với dầu gội. Nên nhớ, phải vệ sinh phần thóp của bé như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể bé. Nếu bé không đổ nhiều mồ hôi, bạn có thể tắm gội cho bé từ 2-3 ngày một lần. Nhưng bạn luôn phải chải tóc cho bé mỗi ngày bằng một chiếc lược mềm và sạch. Điều này có thể giúp loại bỏ việc hình thành những mảng bám từ sữa và các tạp chất khác trên đầu và tóc bé. Chăm sóc và vệ sinh mặt. Ở những tháng tuổi đầu tiên, bạn nên vệ sinh khuôn mặt của bé bằng những miếng bông vô trùng không có lông, gạt tẩm nước ấm, dung dịch y tế. Bắt đầu bằng việc làm sạch mắt với một miếng gạt tẩm dung dịch vệ sinh, luôn lau từ khu vực sạch nhất sang khu vực bẩn nhất, dùng miếng gạt khác và lặp lại các bước làm sạch như trên với mắt còn lại. Tiếp tục lau trán, má, cổ và kết thúc với phần miệng. Vệ sinh tai cho bé bằng một chiếc tăm bông chuyên dụng. Chỉ nên vệ sinh phần vành tai, không thực hiện ở phần ống tai. Chỉ bác sĩ nhi khoa mới có thể kiểm tra và thực hiện các thao tác ở ống tai của bé. Lau sạch cả phần phía sau tai với miếng gạt hoặc bông cô tông. Chăm sóc móng tay, móng chân cho bé. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả các dụng cụ chăm sóc móng cho bé.
tốt nhất là nên vệ sinh sạch sẽ tất cả các dụng cụ này với ancol sau mỗi lần sử dụng. Kéo cắt đặc biệt dành cho bé với đầu tròn và những đường cong tránh gây tổn thương cho bé. Kiềm cắt móng dành cho bé, giũa móng. Móng tay chân của bé phát triển rất nhanh, vì vậy bạn luôn giữ móng tay chân của bé thật ngắn, tránh việc bé tự cào xước. Ở tháng tuổi đầu tiên, móng tay chân của bé rất mềm nên hãy đeo găng tay cho bé. Bạn nên cắt móng tay chân cho bé trong lúc bé đang ngủ, vì lúc đó bé sẽ ít cựa quậy hơn so với khi bé đang thức. Nếu bạn tiến hành cắt móng tay chân cho bé khi trẻ đang thức, nên đặt bé lên đùi bạn. Không nên cắt móng tay chân của bé quá ngắn để tránh tổn thương cho móng. Cần tăng cường ánh sáng trong phòng khi bạn tiến hành việc cắt móng tay chân cho bé, hoặc bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của một người nào khác khi bé cử động nhiều. Tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe của bé. Tiêm chủng. Vì sao bé cần được tiêm chủng? Từ lúc chào đời, hệ miễn dịch của bé vẫn còn non nớt và chưa phát triển toàn diện, nên bé có thể mắc phải một số bệnh mà người lớn chúng ta có thể dễ dàng vượt qua. Vaccine phát huy tác dụng qua việc tạo một lượng protein của một số loại bệnh vừa đủ để kích thích cơ thể sản sinh các kháng thể mà không gây nhiễm bệnh. Con bạn nhờ vậy sẽ có sức đề kháng tự nhiên cần thiết để tự bảo vệ khi tiếp xúc với các căn bệnh thực sự trong tương lai. Tại sao ta phải chủng ngừa? Để ngừa một số bệnh nhiễm trùng, siêu vi trùng thì con người, người ta giúp cho cơ thể con người tạo hai loại miễn dịch: miễn dịch thụ động và miễn dịch chủ động. Miễn dịch thụ động tức là người ta cho vào cơ thể con người một loại kháng thể được cô đọng trong huyết thanh, được sản xuất sẵn trong cơ thể của con người hoặc là loài vật. Miễn dịch thụ động này thì có liền ngay sau khi tiêm, nhưng mà nó không kéo dài lâu. Chẳng hạn như là có huyết thanh người uống ván, thì như ta khi ta bị té, ta bị trầy ha, ta muốn ngừa có vô có một cái thuốc có thể trị liền, để chấm liền cái con uống ván đó, thì người ta đó là gọi là huyết thanh, thì đó là miễn tạo miễn dịch thụ động. Còn miễn dịch chủ động tức là người ta sẽ tiêm cho cơ thể con người mà một cái chủng đó nó sẽ tạo ra cái kháng thể, nó kéo dài nhiều năm, ngừa được bệnh trong một thời gian dài hơn. Đặc biệt là trẻ em, khi mà hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt thì tạo được miễn dịch cho trẻ thì rất là quan trọng, tạo làm cho trẻ có sức đề kháng tăng lên, thì cái đó sẽ làm cho trẻ ngừa được một số bệnh mà nặng có thể ra trong thời tuổi thơ của trẻ. Lịch chủng ngừa của toàn quốc của nước ta thì nó có theo một cái phác đồ chung, và cái này được miễn phí cho tất cả các trẻ em đều được chủng ngừa. Khi trẻ mới sinh ra, trẻ sẽ chủng ngừa và được lao và mũi viêm gan siêu vi B1. Khi 2 tháng thì trẻ sẽ được chủng ngừa 6 bệnh: bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, viêm gan siêu vi B mũi 2 và viêm màng não mũi 1. Khi 3 tháng, trẻ sẽ lặp lại 6 mũi này một lần nữa. Và khi 4 tháng, trẻ được lặp lại lần 3. Đặc biệt là hiện giờ ta đang có thuốc 5 trong 1, do đó giảm được cái khi chích đau cho trẻ. Ta chỉ cần chích có 2 lần thôi. Khi 9 tháng, trẻ sẽ được ngừa sởi. Và khi 18 tháng thì trẻ lặp lại bạch hầu, uốn ván, ho gà mũi 4 và sởi mũi 2. Ngoài ra thì có một số thuốc chủng ngừa, nhưng mà cái này thì phải tốn tiền thêm. Như chẳng hạn như lúc 12 tháng ta có các mũi như là viêm não Nhật Bản B, thủy đậu, sởi qua bị rubella, viêm gan siêu vi A. Hoặc 24 tháng ta có phế cầu, viêm màng não mũ do não mô cầu. Về phản ứng sau tiêm chủng ngừa thì phải nói là rất là ít gặp. Hầu hết các trẻ được cho tiêm chủng là không có phản ứng gì hết. Có rất ít trẻ người ta sẽ có, bé sẽ bị sốt, quấy khóc, biếng ăn, có khi sưng tấy nơi chỗ đau tiêm chích.
nhưng mà đa số là nó sẽ tự qua khỏi trong vòng vài ngày. Rất hiếm trường hợp mà trẻ có thể bị tím tái, khò khè, khó thở. Thì khi có những dấu hiệu nào nó bất thường hơn thì gia đình nên đem trẻ đến cái cơ sở y tế gần nhất để khám và đồng thời báo cho nơi tiêm chủng biết. Nói tóm lại là chủng ngừa cho trẻ là rất là cần thiết, bởi vì cái lợi ích to lớn của nó so với lại những cái tai biến là rất ít. Có thể ngừa được một số bệnh nặng xảy ra trong thời gian này, thì những bệnh này nó sẽ làm cho trẻ có khi mà bị, trẻ có thể bị tàn tật suốt đời và có thể dẫn tới tử vong. Do đó tốt nhất ta phải đem trẻ, tất cả trẻ trong độ tuổi này đi chủng ngừa. Biểu đồ tăng trưởng hay còn gọi là con đường sức khỏe thì đã được sử dụng vào những năm 1950. Thì mục đích của việc sử dụng biểu đồ đó là cách tốt nhất để theo dõi sự phát triển của những cái đứa trẻ phát triển bình thường. Đối với những cái trẻ mà suy dinh dưỡng thì giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thì cách theo dõi và sử dụng biểu đồ tăng trưởng thì một cái trẻ được nuôi dưỡng tốt, cân nặng nó sẽ tăng gấp đôi khi trẻ được 4-6 tháng. Và tăng gấp 3 lần khi trẻ được 1 tuổi. Và khi trẻ được 2-3 tuổi thì cân nặng sẽ là gấp 4 lần so với cân nặng lúc sanh. Đối với trẻ dưới 1 tuổi thì trẻ nên được cân hàng tháng, và trẻ trên 1 tuổi thì được cân mỗi 3 tháng. Trẻ dưới 1 tuổi mà không tăng cân sau 1 tháng, hoặc là trẻ trên 1 tuổi mà không tăng cân sau 2 tháng liên tiếp thì ta cần phải chú ý và có cách và điều trị kịp thời. Đường biểu diễn của trẻ mà đi song song với cái đường sức khỏe là một cái đường chứng tỏ là bé tăng trọng đều và đủ. Thì hình dáng có thể là nó nằm ở trên hoặc là ở dưới cái đường biểu diễn. Thì nếu mà trường hợp mà trẻ mà nó nằm ở dưới cái đường biểu diễn thì ta cũng không phải lo lắng nếu mà mỗi tháng trẻ đều vẫn tăng cân. Thì trong cái lần khám đầu tiên thì ta phải khai thác được cái tháng của trẻ sinh và ghi vào cái ô đầu tiên. Trẻ đến khám vào cái tháng thế nào thì ta phải ghi vào cái cột tương ứng với tháng đó. Thì cân nặng lúc sanh chấm vào ô tương ứng với cân nặng và tháng sinh. Cân nặng các tháng sau thì chấm vào các ô tương ứng. Ngoài ra thì ta có thể ghi chú thêm những cái trường hợp, ví dụ như trẻ uống vitamin A hoặc là trẻ bị bệnh thì ta phải chấm vào, phải ghi chú vào cái những cái ô tương ứng với tháng đó. Đo nhiệt độ cơ thể. Hiện nay có rất nhiều loại nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể chuyên dụng cho bé. Tuy nhiên, nhiệt kế thông dụng nhất được sử dụng đo nhiệt độ qua hậu môn. Có hai cách để thực hiện. Đặt bé nằm ngửa và đưa hai chân lên cao. Có thể đặt bé nằm sấp. Nhiệt kế sẽ cho kết quả nhiệt độ trong vòng 4 phút. Chú ý, không nên đưa nhiệt kế vào sâu trong cơ thể bé. Chỉ cần đặt nhiệt kế vào khoảng 1cm là đủ. Nếu đo nhiệt độ cơ thể bé qua nách, bạn luôn ghi nhớ phải cộng vào thông thường 0,5 độ để cho kết quả chính xác. Sốt thì nó không phải là một cái bệnh mà nó là cái phản ứng có lợi của cơ thể. Trẻ sốt thì nguyên nhân thì có thể là do cha mẹ ủ ấm quá nhiều, nhất là trong cái thời gian mà mùa hè thì cái thời tiết nó nóng. Cũng có thể là do bé sau khi chủng ngừa, hoặc là bé bị mắc một số trường hợp như nhiễm siêu vi hoặc là nhiễm vi khuẩn. Thì định nghĩa của sốt thì khi mà trẻ sốt trên 37 độ 8, thứ nhất là cho trẻ lau mát, và thứ hai nữa là có thể là dùng cái thuốc hạ sốt. Thì có thể là dùng đường uống hoặc là đường nhắc hậu môn. Thì đường nhắc hậu môn thì nó cho tác dụng nhanh và nó phù hợp với cái cơ thể của trẻ. Bên cạnh đó thì ta phải cho trẻ bú mẹ nhiều hơn để bù lại với cái tình trạng mất nước mà khi trẻ bị sốt. Vấn đề thứ hai là trẻ về đau bụng. Thì đây là một cái vấn đề thường gặp ở trẻ bắt đầu từ tuần thứ 3 và kéo dài đến 3 tháng tuổi. Thì đầu tiên ta phải loại trừ tất cả các trường hợp mà bụng ngoại khoa. Nếu mà ta đã loại trừ được bụng ngoại khoa thì đa số cái trường hợp đau bụng thì nó sẽ chấm dứt sau 3 tháng tuổi. Thì trẻ có cái cơn đau mơ hồ, thường co chân và quấy khóc,
Thì cách xử trí thì mình phải ẵm em bé, bổ nhẹ và mình đi tới đi lui để cho trẻ ngủ yên hơn. Ngoài ra ta có thể là dùng cái biện pháp là đặt trẻ nằm ngửa, rồi dùng tay xoa xung quanh rốn theo cái chiều kim đồng hồ, xoa nhẹ, trẻ sẽ cảm giác là êm dịu hơn. Cái trường hợp thứ ba đó là cảm lạnh và ho. Thì cảm lạnh là ho là hai cái triệu chứng mà ta thường gặp nhất, thậm chí ta có thể gặp ở trẻ mà khỏe mạnh. Trường hợp cảm lạnh thì có thể là do trẻ bị cảm hoặc là trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp. Cái triệu chứng thứ nhất là trẻ quấy khóc, thứ hai là trẻ mất ngủ, thứ ba là trẻ ngạt mũi, có thể là chảy mũi xanh, thứ tư là có thể là tiêu chảy hoặc là ói liên tục. Về cái cách điều trị thì thứ nhất là cho nằm trẻ nằm nghỉ ngơi thoáng mát và uống nhiều nước. Thứ hai là ta phải làm thông đường thở bằng cách là nhỏ cái nước muối natri clorua 9/1000 để làm thông, làm trẻ dễ thở hơn. Mà đối với trẻ lớn hơn thì ta có thể xong bằng khí dung. Ta cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Thứ nhất là trẻ có sốt, thứ hai là có hơn, và thứ ba là nước mũi chuyển sang màu vàng đặc. Về cái bệnh ho thì thường đó là do cái tình trạng viêm cái đường hô hấp trên hoặc là viêm thanh khí phế quản. Thì đưa ta nên đưa bé đến khám bác sĩ khi mà trẻ có những cái triệu chứng. Thứ nhất là ho nhiều hơn hoặc là ho ra máu, thứ hai là khó thở hoặc là thở khò khè, thứ ba là nôn mửa, thứ tư là sốt, thứ năm là đau ngực hoặc là đau tai, và trẻ đặc biệt là trẻ dưới 3 tháng tuổi mà kèm ho. Xoa bóp cho bé. Các bước chuẩn bị. Xúc giác là một trong những cảm nhận được hình thành và phát triển rất sớm ở bé. Ở độ tuổi này, việc xoa bóp, nựng nịu là cách tốt nhất để kết nối với bé. Việc xoa bóp sẽ có thể trấn an, đem lại sự thư giãn, thoải mái cho bé và qua đó tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn làn da của bé. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thực hiện các thao tác xoa bóp cho bé khi bé đã hoàn toàn rụng cuốn rốn. Thời điểm tốt nhất để xoa bóp cho bé là sau khi tắm sạch hoặc giữa những cử bú. Bé phải được thư giãn hoàn toàn ở thời điểm này. Nhiệt độ trong phòng phải được giữ ở mức từ 26 đến 28 độ C. Nên giảm bớt ánh sáng. Âm nhạc cũng có thể giúp không khí trong phòng dễ chịu hơn. Bạn hãy rửa tay bằng nước ấm và xà phòng diệt khuẩn. Giữ ấm tay để tăng cường sự ấm áp được truyền từ bàn tay của bạn sang cơ thể bé. Chuẩn bị dầu xoa bóp chuyên dụng dành cho trẻ nhỏ. Đặt một chiếc khăn lớn hoặc nệm lên giường của bạn. Giữ bé ngay ngắn trên chiếc khăn. Mỗi em bé đều sẽ ưa thích các động tác xoa bóp khác nhau. Và bản năng của bạn sẽ giúp bạn hiểu được những gì bé thích, bé cần. Không nên thúc ép bé thực hiện quá trình xoa bóp nếu bé không cảm thấy thoải mái và không hợp tác. Xoa bóp cho bé. Xoa bóp khuôn mặt. Những thao tác xoa bóp phần mặt có thể là những xoa bóp dễ chịu nhất đối với bé. Đặt bàn tay bạn ở hai bên khuôn mặt bé. Sử dụng hai ngón tay để xoa bóp từng phần trên khuôn mặt bé, bắt đầu từ phần trán, thái dương, hai bên má. Quá trình xoa bóp có thể kéo dài tùy theo sở thích của bé. Xoa bóp lưng và ngực. Đặt bé nằm sấp, xoa bóp nhẹ nhàng từ trên vai xuống phía dưới bằng lòng bàn tay. Thủ thỉ với bé hoặc hát cho bé nghe một giai điệu quen thuộc. Mọi chuyển động của bàn tay bạn đều phải thật nhẹ nhàng và tránh tập trung ở phần xương sống của bé. Bạn cũng có thể day tròn trên phần bả vai của bé bằng lòng bàn tay. Xoa bóp phần ngực bé bằng cách dùng lòng bàn tay day những vòng tròn nhỏ trên ngực bé. Xoa bóp cánh tay và bàn tay. Bắt đầu thực hiện các thao tác xoa bóp cánh tay cho bé với phần bả vai.
tiếp đó hướng xuống phần cánh tay, bàn tay, ngón tay, lặp đi lặp lại nhiều lần. Xoa bóp bàn tay bé bằng cách ấn nhẹ vào lòng bàn tay, kéo xuống ngón tay. Chú ý xoa bóp từng ngón tay của bé, xoa bóp chân và bàn chân, xoa bóp lòng bàn chân bé bằng ngón cái của bạn. Sau đó xoa bóp đôi chân, bắt đầu từ phần cổ chân đến cẳng chân, đùi và háng. Những sinh hoạt hàng ngày. Cho bé ngủ. Trong năm đầu tiên của cuộc đời, bé dành rất nhiều thời gian cho những giấc ngủ. Trẻ sơ sinh nên được ngủ trong tư thế nằm ngửa hoặc nghiêng, không được đặt bé nằm sấp, ngoại trừ những chỉ dẫn y tế đặc biệt. Tuy nhiên, bạn cũng có thể để bé ở tư thế nằm sấp trong khi bé đang thức và có sự theo dõi của người trưởng thành, nếu tư thế này khiến bé thoải mái và phù hợp với sự phát triển của bé. Bế bé trên tay và hướng cơ thể trẻ theo chiều cánh tay. Dùng bàn tay nâng đỡ thật thoải mái phần xương chậu của bé, nhẹ nhàng đặt bé vào nôi hoặc giường dành riêng cho bé. Trong quá trình đặt bé xuống nôi hoặc giường, luôn giữ chặt bé trong hai tay. Khi vị trí của bé đã ổn định, từ từ thả tay giữ phần thân dưới của bé. Tiếp theo đó mới thả tay giữ phần đầu của bé. Tư thế ngủ nằm nghiêng rất thích hợp cho bé khi bé bị cảm lạnh vì nó giúp bé hô hấp dễ dàng hơn trong khi ngủ. Để cố định tư thế cho bé, nên cuộn tròn một chiếc khăn nhỏ và đặt vào sau lưng bé. Luân phiên thay đổi hướng nằm cho bé để không ảnh hưởng đến sự phát triển hệ xương của bé, đặc biệt là xương sọ. Hầu hết các bác sĩ đều khuyến cáo nên để bé nằm ngửa để an toàn cho bé, đặc biệt vào ban đêm. Bên cạnh đó, khi được đặt nằm ngửa, bé có thể nhìn và cảm nhận các chuyển động xung quanh và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Bé phải được ngủ trong một chiếc giường nhỏ hoặc nôi có rào chắn xung quanh, được phủ bằng một tấm nệm vừa với kích thước của chiếc giường hoặc nôi. Nhiệt độ lý tưởng trong phòng ngủ của bé luôn được giữ ở mức từ 26 độ C đến 28 độ C. Làm sao để nâng bé lên? Để bế bé khi bé đang ở trong tư thế nằm ngửa, hãy đặt một tay sau gáy bé. Giữ cẩn thận phần gáy và phần đầu của bé. Tay còn lại đỡ lấy phần thân dưới của bé và đảm bảo nâng đỡ toàn bộ phần cơ thể bé. Nhấc bé lên sát người bạn, hướng vai bé về phía cánh tay bạn. Để nhấc bé lên trong khi bé đang ngồi trong nôi hoặc trên xe đẩy, bạn phải đưa hai bàn tay của mình giữ lấy hai bên nách bé. Ngón tay cái giữ lấy ngực bé, những ngón tay còn lại giữ lấy gáy bé. Nhẹ nhàng nhấc bé lên và hướng bé về những vị trí thích hợp. Luôn chú ý nâng đỡ thật tốt phần gáy và phần đầu của bé trong tay bạn, vì hệ cơ ở cổ của bé chưa phát triển, chưa thể giữ được phần đầu và gáy. Trung bình, bé có thể tự giữ đầu mình ở vào khoảng từ 4 đến 5 tháng tuổi, hoặc có thể sớm hơn ở những bé khỏe mạnh. Bế bé như thế nào? Có rất nhiều cách để bế bé. Các bậc phụ huynh thường sử dụng cách để bé nằm ngửa trên cánh tay, tay còn lại giữ lấy phần thân dưới của bé. Bạn cũng có thể đặt bé tựa lên ngực và vai bạn
và giữ toàn bộ trọng lượng của bé bằng cả cánh tay được đặt dưới phần mông bé. Tay còn lại giữ nhẹ trên lưng bé. Đây cũng là tư thế tốt để giúp bé ở hơi. Một tư thế khác để bế bé, đó là đặt lưng bé áp vào bụng bạn. Để mở rộng tầm nhìn cho bé tốt nhất có thể, giữ phần thân dưới của bé bằng cả bàn tay của bạn. Những ngón tay giữ lấy chân bé, tay còn lại vòng qua trước ngực bé. Tư thế này rất thích hợp để bé bé vòng quanh tham quan căn nhà trong khi đợi cử bú. Thay đồ cho bé. Cởi quần áo cho bé. Để cởi quần áo cho bé, nên bắt đầu từ phần dưới của cơ thể. Cởi quần hoặc quần yếm của bé, cởi bỏ tã của bé, sau đó vệ sinh phần dưới, cơ quan sinh dục của bé và thay tã sạch cho bé. Tiếp tục cởi phần áo cho bé, cẩn trọng cởi từng bên cánh tay ra khỏi tay áo. Nắm lấy khuỷu tay bé và nhẹ nhàng trượt phần cánh tay ra khỏi tay áo. Để đưa áo qua khỏi đầu trẻ, nới rộng cổ áo, cuộn toàn bộ áo ra phía sau đầu bé trước, sao cho phần áo phía trước không che mặt bé. Nhẹ nhàng nhấc phần áo phía trước ra khỏi đầu bé và lấy áo ra. Mặc quần áo cho bé. Nên chuẩn bị sẵn tất cả những gì cần thiết cho trẻ trong tầm tay, như quần, áo, đồ lót, tã. Đặt bé nằm ngửa trên một mặt phẳng mềm và ổn định, như trên một chiếc khăn lớn, chiếc nệm nhỏ hay trên giường. Bắt đầu bằng việc mặc tã sạch cho bé. Hãy chọn cho bé những bộ quần áo thoải mái nhất và dễ dàng cho việc thay vào hoặc cởi ra. Mặc áo trước cho bé bằng cách cuộn toàn bộ áo lại và giữ trong lòng bàn tay. Kéo rộng phần áo nhiều nhất có thể. Nhẹ nhàng đưa phần áo qua đầu bé và nhanh chóng kéo xuống khỏi mặt bé. Để mặc áo liền quần cho bé, bạn hãy cầm lấy một bên tay áo, nhẹ nhàng trượt tay áo vào một bên cánh tay của bé. Cẩn trọng với những ngón tay, sao cho việc mặc tay áo không làm ảnh hưởng, không kéo căng những ngón tay của bé. Nhẹ nhàng đỡ phía sau đầu và nhấc phần lưng bé khỏi mặt phẳng, luồn phần áo còn lại ra phía sau lưng bé. Với cánh tay còn lại, mặc phần tay áo vào cho bé như sau. Kéo phần quần của bộ áo liền quần vào đúng vị trí phía thân dưới của bé. Gài toàn bộ nút lại, sao cho bộ áo liền quần vừa vặn và thoải mái nhất đối với bé. Tiếp theo đó, nếu cần, bạn có thể mang giày cho bé. Đảm bảo an toàn trong nhà. Một trong những mối quan tâm của các bậc phụ huynh là việc đảm bảo an toàn cho bé. Bên cạnh những nỗ lực chăm sóc và chú ý đến bé, bạn cũng nên cảnh giác đối với bất kỳ mối nguy hiểm bất ngờ nào. Để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc xảy ra cho bé, bạn không bao giờ được để bé ở một mình. Sau đây là một số biện pháp cơ bản bạn có thể trang bị cho ngôi nhà của mình để phòng ngừa tai nạn cho bé. Đóng và khóa tất cả các cánh cửa tủ. Cất tất cả các dung dịch, hóa chất vào trong tủ và khóa cẩn thận. Đặt những vật dụng có thể gây nguy hiểm lên cao. Không để những vật dụng có kích thước và trọng lượng lớn trong tầm tay của bé. Luôn chà rửa và vệ sinh sạch sẽ toàn bộ nhà. Đặt những tấm che ổ điện. Sắp xếp gọn gàng tất cả dây dẫn điện có trong nhà và đặt khỏi tầm nhìn của bé. Xác định những cạnh góc nhọn và bọc chúng lại bằng những miếng cao su mềm. Bạn luôn phải đảm bảo rằng những nơi bé hay lui tới hàng ngày luôn được trang bị những biện pháp an toàn tối ưu nhất. Trẻ em thường rất hiếu động và di chuyển rất nhanh. Vì vậy, càng chuẩn bị thật tốt những biện pháp an toàn, càng phòng ngừa những rủi ro đáng tiếc xảy ra cho bé
mà bạn không thể kiểm soát hoặc ngăn ngừa được. Chơi cùng bé. Chơi với bé giúp phát triển mối quan hệ cha, mẹ, con. Bé biết nghe tiếng nói của mẹ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Sau khi ra đời, cha mẹ nên thường xuyên thủ thỉ, vuốt ve bé. Bé có thể học các ngôn từ và phát âm y hệt giọng điệu của cha mẹ chúng. Bé thích khám phá những trò chơi xung quanh như tiếng lục lạc, các đồ chơi nhiều màu sắc, phát hiện ra gương mặt thân quen của cha mẹ chúng, phân biệt được người lạ. Việc chơi đùa cùng cha mẹ sẽ giúp bé phát triển khả năng vận động, khả năng nghe nhìn và giao tiếp tích cực. Khi bé lớn hơn, vui chơi trò chuyện cùng cha mẹ giúp trẻ học hỏi những kỹ năng mới, giúp nhận thức được thế giới xung quanh và phát triển khả năng tư duy. Cha mẹ sẽ hướng dẫn cho bé kỹ năng sống và phân biệt những điều tốt, xấu. Ngoài ra, khi chơi với bé sẽ giúp giảm stress cho cha mẹ sau một ngày làm việc cực nhọc, tạo sợi dây tình cảm gắn bó mật thiết của các thành viên trong gia đình. Phát triển tâm thần vận động theo từng giai đoạn. Từ 3 tháng, bé có thể nhận ra tiếng mẹ. Khi nghe tiếng nói quen thuộc của mẹ, bé cười ra tiếng. Bé biết nhìn theo vật chuyển động, biết chăm chú nhìn vào vật đang nắm trong tay rồi đưa lên miệng. Bé có thể cầm nắm được bình sữa để bú. Khi đặt bé nằm sấp, bé sẽ chống lên hai tay và giữ cho đầu và vai thẳng. Đến 6 tháng tuổi, bé có thể ngóc đầu, xoay tròn, trường, lật. Khi đưa vật gì cho bé, bé sẽ chụp lấy. Đến 9 tháng, bé ngồi được, trường bò nhanh, cầm nắm được vật ở hai tay, biết vẫy tay chào, vỗ tay hoan hô, có thể phát âm bập bẹ, ba, má. Đến 12 tháng, bé tập đi, có thể phát âm được hai âm bà ơi, má ơi, biết phân biệt được lời khen và cấm đoán, thích đập đồ chơi vào bàn hay ném đồ chơi xuống đất. Thế là đứa con yêu dấu của bạn đã tự bước đi trên đôi chân bé nhỏ xinh xắn của mình. Bước chân chập chững, tiếng bi bô gọi ba gọi mẹ và nụ cười thiên thần chính là phần thưởng vô giá dành cho bao tháng ngày vất vả, bao đêm âu lo của bạn. Quả thật, không có niềm vui, niềm hạnh phúc nào sánh được khi nhìn thấy con mình lớn khôn, khỏe mạnh mỗi ngày. Hy vọng với việc chăm sóc giáo dục bé một cách khoa học, bé cưng của bạn sẽ hoàn hảo như bạn vẫn kỳ vọng về bé từ khi bé chỉ bắt đầu là phôi thai.